Bạn không biết lập trình, tư duy bạn không tốt, nhưng mà yêu thích sáng tạo. Đừng bận tâm, đã có Microbit. Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại với nhóm review. Thì như ở video lần trước, mình có giới thiệu về cái kit Microbit này. Thì cái kit này nó đang tức là nó hướng tới tất cả mọi đối tượng, từ người biết lập trình, người không biết lập trình, hoặc là người không biết gì về điện tử. Thì ở cái video lần này, mình sẽ giới thiệu về cái ngôn ngữ dùng để lập trình cho cái kit Microbit ở đây, và cách sử dụng nạp code cho cái kit Microbit. Thì như chúng ta đã biết ấy, thì các cái dòng vi điều khiển khác, ví dụ như là 8051, AVR, hay là STM hoặc là ARM ấy, thì để lập trình cho các dòng vi điều khiển này, các bạn phải sử dụng các cái phần mềm đấy, ví dụ như là CodeVision này, Arduino, thì kia Micro-C đấy. Ở đây mình ví dụ một số cái phần mềm thôi. Và để nạp chương trình cho các cái dòng vi khiển đó ấy, chúng ta cũng phải sử dụng qua một phần mềm nữa. Ví dụ như là muốn nạp chương trình cho 8051 hay là AVR ấy, thì các bạn phải sử dụng BrewKit hoặc là AVR Studio PickKit để nạp cho dòng vi khiển Pick này, hay là STVB để nạp cho dòng điều khiển STM, STM8 hay là STM32 đấy. Đấy. Hoặc là ở đây mình có một cái phần mềm nữa, đó là Visual Studio, là lập trình cho Windows Phone. Đấy. Thì để lập trình cho các cái dòng điều khiển đó, các bạn phải sử dụng các cái phần mềm và các cái mạch nạp khá là phức tạp. Đấy. Thì những người nào không chuyên thì đến mà tìm hiểu cũng khá là khó khăn đó. Thì đối với cái kit đây, cái kit Microbit ấy, việc lập trình và nạp code cho kit khá là đơn giản, ai cũng có thể làm được, và không cần máy tính có một cái cấu hình quá là cao. Đấy. Các bạn chỉ cần chuẩn bị một cái máy tính đây. Máy tính có trình duyệt web và có cổng USB để kết nối với cái kit. Đó. Thì để lập trình, các bạn sẽ vào trang makecode.microbit.org. Thì ở đây để lập trình cho cái kit này, các bạn sẽ sử dụng ngôn ngữ Blocky. Đấy. Là ngôn ngữ kéo thả, nôm na là chúng ta sẽ kéo thả giống như Meet Optimal để lập trình Android. Đấy. Khá là trực quan, các bạn chỉ cần kéo thả các cái khối ở đây sang bên này và sắp xếp theo các cái thuật toán. Đấy. Các bạn có thể dễ dàng xóa hay là thay thế. Đấy. Thì cái ngôn ngữ này nó này, ai cũng có thể sử dụng, khá là đơn giản và sử dụng ngay trên trình duyệt web, không phải tải phần mềm hay là cài đặt phần mềm. Đấy. Nhiều người không biết cài phần mềm ấy, khá là khó khăn đấy. Đấy. Kéo thả này, kéo từ bên này sang bên này. Đấy. Có các cái câu lệnh này, khối này. Đấy. Các cái màu khác nhau để bạn dễ hình dung, không cần có tư duy khá là tốt, Bluetooth này các thứ. Và sang bên này là cái Java này, các bạn có thể hiểu rõ ràng, rõ code hơn thông qua cái các cái câu lệnh ở bên này. Đấy. Và bên đây có mô phỏng này. Thì để như ở video lần trước ấy, mình cũng có giới thiệu về cái cách nạp code cho cái kit này ấy, là các bạn sẽ download về
và copy vào cái kit. Đấy, thì ở video lần trước mình đã giới thiệu rồi. Thì video này mình chỉ giới thiệu qua về cái ngôn ngữ Blocky này, kéo thả này, khá là trực quan, ai cũng có thể sử dụng và không cần phải tải các cái phần mềm hay là phần mềm lập trình hay là phần mềm nạp nào cả. Đó. Thì ở các cái video lần sau ấy, mình sẽ giới thiệu từng cái tức là hướng dẫn các bạn sử dụng các cái khối lệnh ở đây để làm các cái ví dụ và đơn giản giúp các bạn hình dung hơn và tăng cái khả năng tư duy. Đó. Thì trên đây mình vừa giới thiệu nhanh về cái ngôn ngữ lập trình Blocky và cái điểm mạnh của cái kit Microbit. Cái cách tiếp cận với lại kit Microbit ấy, nó sẽ nhanh hơn và hướng tới nhiều đối tượng hơn so với các cái dòng video điều khiển khác. Đó. Thì ở các cái video lần sau mình sẽ giới thiệu từng cái khối ở đây và làm các cái ví dụ để giúp các bạn hình dung và có thể tự mình học, tự mình lập trình và học học với cái kit này. Rồi thì video này của mình sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.